Rich and Money Chanel Kiem Chen Valam Yao Rich and Money Chanel. Rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, kênh giúp các bạn kết thúc kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu, sống hạnh phúc. Thưa các bạn, giữa nhịp sống đầy hối hả và bận rộn của thế kỷ 21, bạn lăn xả vào công việc mà đôi khi quên dành một chút thời gian cho gia đình, bạn bè và những thú vui của chính bản thân mình. Tuy nhiên, đâu ai biết rằng sự cân bằng giữa công việc và sức khỏe mới là đạo làm giàu khôn ngoan. Để công việc đè đầu cởi cổ thì sớm muộn cũng đẩy cơ thể đến mức phải định công. Trong xã hội ngày nay, công việc dường như còn quan trọng hơn cả 3 bữa ăn mỗi ngày. Bởi vì không có công việc, chúng ta còn chẳng có tiền mà ăn, chẳng có tiền mà sống, càng không có nền tảng để bàn về hạnh phúc. Do đó, ai ai cũng mãi miết chạy dội trên con đường sự nghiệp mà bỏ qua mọi thứ xung quanh. Trên thực tế, qua con mắt của những người lao động thu nhập trung bình khá trở xuống, có lẽ công việc và tiền bạc luôn bị đánh đồng với cuộc sống. Đặc biệt, ở nơi làm việc hiện nay, những áp lực vô hình như những con quỷ đang âm thầm bủa vây chúng ta. Dù có dùng dãy thế nào thì cũng khó thoát khỏi. Đối với những người trẻ, áp lực cạnh tranh trong công việc hiện nay rất lớn. Do đó, muốn có một vị trí vững chắc, tiền lương khá khẩm, cơ hội thăng tiến, bắt buộc phải cống hiến gần như toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình. Đối với những người ở một độ tuổi nhất định, công việc là sự đảm bảo cho gia đình của họ, bởi vì họ phải gánh vác cả gia đình trên vai. Họ phải buộc cả gia đình mình vào guồng quay của công việc. Vì vậy, họ càng không có lựa chọn nào khác ngoài cống hiến hết mình. Tuy nhiên, coi trọng công việc không có nghĩa là bạn được bỏ bê chính mình, bỏ bê gia đình, mù quáng vào những guồng quay chỉ vì đồng tiền. Chung quy sẽ tới một ngày, công việc sẽ bóp chết cuộc đời bạn, khiến bạn rơi vào cảnh mất nhiều hơn được. Có một câu chuyện rằng, một chàng trai trẻ là kỹ sư mạng của một công ty công nghệ nổi tiếng ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Đối với anh ấy, công việc là tất cả. Anh làm việc 24/24 giờ, bất kể ban ngày hay ban đêm, bất kể đang ăn hay đang ngủ. Không phải do anh nghiện công việc, mà là công việc nghiện anh ta. Bất cứ lúc nào, hệ thống cũng có thể phát sinh trục trặc, yêu cầu anh ta phải lập tức rà soát và tìm ra vấn đề để sửa lỗi. Vì vậy, dù đã có vợ con nhưng anh ấy vẫn ít về nhà, có khi cả tuần mới về nhà một lần. Thời gian còn lại, đặc biệt là vào ban đêm, là làm việc thâu đêm để bảo trì máy chủ, hoặc là ngủ lại công ty để trực, phòng trường hợp có lỗi phát sinh. Tuy nhiên, vào một đêm, không biết cơ thể mình có vấn đề gì mà anh ấy ngất xỉu trước máy tính. Một đồng nghiệp tình cờ nhìn thấy đã đưa anh ta đến bệnh viện. Các bác sĩ cấp cứu gần một tiếng đồng hồ mới cứu được anh từ cửa tử thần. Khi tỉnh dậy sau cơn mê man, điều đầu tiên anh nhìn thấy là những người thân của mình. Người vợ ôm đứa con 3 tuổi, cả hai ngồi bên giường mà mắt đỏ hoe. Lúc này, chàng trai trẻ mới nhận ra cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, và chỉ chậm một chút thôi, bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Sau khi trải qua bài học nhớ đời này, anh nhận ra rằng tiền có thể kiếm lúc này lúc khác, công việc cũng vậy. Nhưng nếu mất đi sức khỏe, đồng nghĩa với đặt dấu chấm hết cho tất cả. Sức khỏe của một người không chỉ thuộc thuộc về bản thân mà còn thuộc về gia đình. Nếu sức khỏe có mất đi thì cuối cùng có lẽ người chịu đau đớn vẫn là gia đình. Trên đời này không có thứ hối hận. Chúng ta sau khi mất đi một thứ gì đó cũng không thể chờ đợi để hối tiếc, vì tất cả những điều này đã quá muộn. Đó cũng là lý do buộc chúng ta phải luôn biết cân đối giữa sự nghiệp và sức khỏe của mình. Chỉ những ai đủ sức cho một cuộc đua đường dài mới có thể chạm tới vạch đích cuối cùng. Có rất nhiều công việc trên thế giới, nhưng đứng trước ba loại công việc này, dù có đánh đổi bằng mức tiền lương cao đến mấy đi nữa, thì các bạn cũng cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi nhận lời. Vì rất có thể số tiền bạn kiếm ra còn không đủ để chi trả phí khám chữa bệnh. Thứ nhất, đừng làm công việc yêu cầu thức khuya.
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc thức khuya dường như đã trở thành chuẩn mực sống của mỗi người. Do guồng quay của công việc, áp lực bủa vây cùng sự gia tăng cạnh tranh trong xã hội và sự thiếu hụt nghiêm trọng của một số công việc nhất định, hầu hết mọi người đều làm việc chăm chỉ, không dám bỏ lỡ bất kỳ thời gian nào để hoàn thành công việc. Khi được hỏi tác hại của việc thức khuya, đảm bảo 99% trong số đó đều có thể trả lời rõ ràng rành mạch, thậm chí đủ hiểu biết để trình bày như một bài nghiên cứu những ảnh hưởng xấu cho sức khỏe. Nhưng họ vẫn làm. Theo các chuyên gia cả Đông và Tây, trong cơ thể con người tồn tại một chiếc đồng hồ sinh học. Nếu chúng ta can thiệp và đảo ngược quy luật của chiếc đồng hồ này, thì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, cũng như con đường tới nghĩa địa đang dần ngắn lại. Không phải tự dưng mà con số những vụ đột tử do thức khuya ngày một tăng lên. Do đó, vì sức khỏe, tốt hơn hết, bạn nên bớt làm những công việc phải thức khuya kéo dài. Thứ hai, đừng làm công việc ở môi trường ô nhiễm cao. Bên cạnh những công việc ảnh hưởng lớn đến cơ thể, thực tế có nhiều công việc gây ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng. Có không ít người cả ngày phải làm việc trong nhà máy, phải tiếp xúc với các hóa chất hoặc sản phẩm công nghiệp gây ô nhiễm cao. Thời gian đầu, họ sẽ không nhận thấy sự thay đổi về sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta âm thầm đi vào cơ thể, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn rất đáng sợ. Đó là những quả bom nổ chậm. Một khi gặp kích thích, toàn bộ mạng sống đều trở nên mong manh. Đặt bản thân vào môi trường làm việc như vậy không khác gì đánh cược mạng sống để lấy tiền bạc. Một khi thua cược, có thể số đồng lương bạn nhận được không có khả năng thanh toán các chi phí y tế trong tương lai. Thứ ba, đừng làm công việc quá tải với cơ thể. Hầu hết công việc đều phải trả giá bằng việc tiêu hao năng lượng của cơ thể. Đó là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu công việc nào đó bóc lột cơ thể, thì chúng ta phải hết sức cảnh giác. Suy cho cùng, cơ thể con người càng không phải sắt đá, luôn cần được nghỉ ngơi và phục hồi đều đặn. Càng trưởng thành thì con người càng có xu hướng không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống hàng ngày. Điều này vô tình tạo nên những áp lực vô hình, khiến công việc lẫn các khía cạnh khác trong cuộc sống đều khó thể dung hòa. Nếu bạn để mất cân bằng, những nhân tố còn lại cũng sẽ bị sụp đổ theo, theo kiểu người ta hay gọi là hiệu ứng domino. Vì vậy, hãy học cách cân bằng chúng để thay đổi thói quen, cách sống và suy nghĩ của mình. Từ đó, chúng ta mới có thể có được một cuộc sống thực sự hạnh phúc và trọn vẹn. Thưa các bạn, có nhiều người đổ lỗi cho số phận nên mình không có được một cuộc sống hoàn hảo. Thế nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống chỉ có 10% những gì ta không thể kiểm soát và có tới 90% do chính bản thân ta. Và muốn có một cuộc sống hạnh phúc hay đạt được thành công thì hãy bắt đầu từ tư duy và thái độ. Đã bao giờ bạn tự hỏi những người thành công có bí quyết gì để có được những điều lớn lao như vậy? Đó chính là do người thành công có cách tư duy và nhìn nhận khác với những người khác, và nó phản ánh trong cách họ sống, làm việc. Sau đây là 4 thay đổi tư duy giúp bạn tối ưu hóa bản thân và hoàn thành các mục tiêu tập trung vào tăng trưởng. Thay đổi thứ nhất, hoàn thành mục tiêu và sẵn sàng đối mặt với những điều khó khăn. Thay vì để cho mọi việc trong cuộc sống diễn ra một cách ngẫu nhiên, những người thành công luôn đặt ra mục tiêu cho chính mình. Một số người cảm thấy việc đặt mục tiêu đưa họ vào một khuôn khổ gò bó. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tâm lý, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp và cả những người thành công đều khuyên bạn nên đặt mục tiêu cho mình. Bởi vì các mục tiêu không chỉ ảnh hưởng đến hành vi, hiệu suất công việc mà còn kích thích não bộ và trạng thái tâm lý, huy động năng lượng tối ưu thôi thúc sự nỗ lực trong bạn. Hoàn thành mục tiêu giúp bạn có thêm sức mạnh và động lực để phấn đấu cho những mục tiêu cao hơn, xa hơn. Do vậy, hãy tập thói quen đặt ra mục tiêu và quyết tâm hoàn thành chúng. Bạn sẽ thu được kết quả đáng kinh ngạc. Ngoài ra, một sự thay đổi tư duy giúp bạn tối ưu hóa hành động của chính mình là cam kết làm những việc khó khăn thay vì né tránh. Khi mọi thứ trở nên khó khăn, né tránh trở thành phản ứng mặc định của chúng ta.
Một kế hoạch làm việc hoàn hảo cũng không thể tránh khỏi những rủi ro. Sự thiếu chính xác sẽ thôi thúc chúng ta sáng tạo hơn trong công việc. Hãy xem mọi việc chỉ là phép thử và cho phép bản thân được sai lầm để bạn có cơ hội sửa chữa và phát triển từng ngày. Đừng mưu cầu sự hoàn hảo mà hãy làm việc để bản thân không thấy nối tiếc. Bởi lẽ sau mỗi lần thất bại, thứ chúng ta nối tiếc nhất là đã không cố gắng hết mình. Những rủi ro sẽ biến thành cơ hội nếu bạn kiên trì và chấp nhận những rủi ro như một phần tất yếu. Bất cứ điều gì bạn đang hoặc sẽ phải đối mặt trên hành trình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình sẽ không biến mất chỉ vì bạn cố gắng tránh nó. Hãy coi bản thân là một nhà lãnh đạo và dũng cảm đối mặt với khó khăn gian khổ. Thay đổi thứ hai, hãy tạo lập những thói quen tốt để đạt những thành tựu lâu dài. Sự thành công không phải vận may từ trên trời rơi xuống, cũng không phải tự nhiên có mà cần phải bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất trong công việc và cuộc sống. Hầu hết những người thành công thường tạo cho mình những thói quen lặp đi lặp lại và sẽ chỉ thay đổi khi cần thiết. Việc thay đổi liên tục thói quen sẽ dẫn đến rối loạn cơ thể và tạo ra căng thẳng, làm phức tạp quá trình ra quyết định. Làm việc, sinh hoạt theo thói quen sẽ làm tăng mức độ thoải mái của bạn và gia tăng sự thành công. Hãy tập những thói quen tích cực như là đọc sách, tập thể thao, coi video, truyền cảm hứng. Trên thực tế, thường thì chúng ta hay bỏ giữa chừng khi đang tạo một thói quen nào đó. Các nhà khoa học chứng minh rằng thường phải tốn ít nhất 21 ngày mới bắt đầu để một thói quen được hình thành. Nhưng hãy thay đổi tư duy để làm tốt việc đó ngay hôm nay. Thói quen thứ ba, nâng cấp giấc ngủ. Khi bạn bắt đầu sự nghiệp mà mình yêu thích, bạn sẽ hào hứng liệt kê những danh sách dài, những việc cần phải làm, say mê làm việc đến 12 giờ đêm và đặt báo thức dậy sớm để hoàn thành số công việc đó. Tuy nhiên, bạn sẽ nhận ra một sự thật rằng mình không hoàn thành được bất cứ điều gì. Với lịch sinh hoạt như vậy, bạn sẽ thường mệt mỏi và cảm thấy thiếu năng lượng. Nếu đặt một áp lực lớn lên bản thân sẽ khiến bạn bị thiếu ngủ. Đó là lý do chính khiến bản thân bạn không có năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiếu ngủ ảnh hưởng lớn đến năng suất làm việc. Hãy đảm bảo rằng thời gian ngủ của bạn là 7 đến 8 tiếng mỗi ngày. Bạn sẽ nhận ra sự khác biệt, đáng ngạc nhiên. Việc này không chỉ cải thiện sức khỏe của bạn mà còn khiến bạn làm việc năng suất và hiệu quả hơn. Khi ngủ nhiều hơn, bạn có được năng lượng cảm xúc và ý chí cần thiết để đọc, học hỏi và tối ưu hóa sự nghiệp của mình. Thói quen thứ tư, thay đổi, tạo dựng chuyên môn. Rất dễ để sống cho qua ngày, để làm gì ở một mức độ vừa đủ, để xác định điểm đến và tới đích theo lịch trình sẵn có. Nhưng nếu muốn trở nên thực sự xuất sắc trong công việc, chúng ta cần đánh thức những khả năng tiềm ẩn để phát triển bản thân. Trí tuệ, tài năng và cả những thói quen của chúng ta đều có thể uốn nắn được đáng kể. Nếu lựa chọn một cuộc sống an nhàn thì bạn khó có thể tận dụng hết được những tài năng tiềm ẩn của mình. Thành công đôi khi không hẳn là mục đích cuối cùng của chúng ta. Cái đáng quý là chúng ta đã không để những khả năng của mình bị ngủ quên. Kết quả là bản thân phải sống một cuộc đời không trọn vẹn. Trong quá trình làm việc liên tục, hãy thường xuyên nghĩ về thành quả mà chúng ta sẽ gặt hái được ở cuối con đường. Tập trung hết mình để đạt được năng suất cao. Đừng chỉ hoàn thành công việc ở mức tốt, hãy khiến mọi việc được tốt hơn nữa. Cố gắng thay đổi những thói quen trong một tháng và đừng quên theo dõi sát sao quá trình làm việc để điều chỉnh mọi việc cho phù hợp. Rich and Money Chanel, KMJ, and Valem, Yao, Rich and Money Chanel.